tóc vàng. Cười lên cùng chúng tôi sẽ luôn yêu đời. Cười cho đời có bao niềm vui. Hỡi ánh sao trời hằng đêm này, hỡi hỡi vầng dương sáng lên trói trang. Có biết chăng chúng ta ngày đêm mong chờ những ước mơ về cuộc đời tươi sáng. Ta luôn luôn cứ tươi dẫu cho cuộc đời như nỗi ê chề. Yêu nhau đi bạn ơi, cuộc đời sẽ tốt hơn. Bông hoa xinh xinh kia nở trong tâm hồn đã biết yêu người. Vui lên đi, vui đi, hãy luôn vì nhau chứ nhau thương đời. Giữa sự nhiệt tình của các con. Nhưng mà
có một người luôn nhớ ngày sinh nhật của mẹ. Mẹ cầu mong sao người đó đừng có tới. Mẹ, mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy? Nói vậy là bất công với dì Giáng Thu lắm. Đúng rồi, không được nói như vậy đâu. Cô Giáng Thu cái người mà tôi đã ngưỡng mộ nhất nhà này đó nha. Trời ơi, lúc nào ăn mặc cũng đẹp lắm. Nhưng mà bà đã làm tan tành cái ngày sinh nhật của mẹ năm ngoái. Mẹ ơi, hạ giọng xuống, hạ giọng xuống. Rồi. Hôm nay là ngày vui, mẹ đừng có nhắc tới những chuyện đó. Không được nhắc. Nếu không nhắc thì sẽ lặp lại. Nhớ không, bà vẫn nguyên một con gà con cải trang thành mẹ, không biết kính đạo đắc thọ gì hết. Trời ơi, dù sao mẹ cũng 500 tuổi rồi chứ bộ. Đó, mẹ, mẹ lúc nào cũng vậy hết. Mẹ, tại vì Giáng Thu á đâu có biết bí mật của gia đình nhà mình đâu. Đúng rồi, làm sao cô Giáng Thu biết được? Bà chỉ mới là đứa con nít 10 tuổi thôi. Đúng, không thể không nhắc lại được. Chắc chắn bà đã lên kế hoạch rồi. Chắc chắn bà cũng rống lên, con gà con của ta đâu rồi? Mẹ cái cây, cái đắng, cái câu đó. Trời ơi. Nhưng mà hôm nay bà phải có thảm thần để bay lung sục khắp các nước như là Trung Hoa, Ấn Độ mới tìm được mẹ, bởi vì mẹ đang chu du ở các nước đó. Mali, dạ. Lấy sách vàng biết bay cho tôi. Hả? Tuấn Linh, đứng đây. Không, được mẹ. Mẹ, bộ mẹ muốn cho tụi con thành những đứa trẻ mồ côi không mẹ trong ngày sinh nhật của mẹ sao? Sinh nhật mẹ còn phải ăn tiệc nữa chứ. Con định tra tấn mẹ hả? Con đâu mà là bà gì mà con cứ xưng hô để kiểu con chân chân khách vô kêu tao bằng gì hoài à. Nhưng mà tại sao tao bỏ qua? Là tại vì tao biết con nó không phải là như những đứa trẻ bình thường khác. Tao biết là cái đầu óc của con nó phát triển một cách rất kỳ lạ. Cái đầu óc của con á nó phát triển đâu ở trển á, cho nên tao bỏ qua cho con. Mà cái chuyện mà cái đầu óc phát triển không bình thường của con á, chân chân khách vô nó chưa nói cho con biết à? Có chứ, hình như nghe nói từ năm 1526 thì phải. Đâu sai vậy? Trời, đúng là không bình thường. Xong rồi, bữa ăn sáng xong rồi gặp con. Xin lỗi, Uyển Lan. Mai Liên, dạ. Sẵn có ta mặc một lời. Dạ. Làm chứng cho ta đi. Dạ. Có phải áo đầm hồng của Uyển Lan mặc là rất là đẹp phải không? Mai Liên, cái áo đầm hồng nè. Nói đi Mai Liên, áo đầm này nè, xấu hay đẹp? Mai Liên, nói đi Mai Liên, cái áo đầm đó xấu hay đẹp? Nói đi. Nói đi. Nhìn lên. Nói. Trời, một cái người thì tôi ngưỡng mộ, còn một người thì tôi phải kính nể. Tôi nói làm sao mà cho vừa lòng được bây giờ? Thì cứ nói thẳng ra đi. Rồi, tôi sẽ trả lời theo đạo luật số 6. Mà cái đạo luật ấy nói cái gì thì xin mời các người hãy hỏi luật sư riêng của tôi ở gần phòng công chứng thành phố. Trời ơi, vô gì nói. Giờ cũng muốn sao? Dì ơi. Nữa, bà dì cứ dì hoài à. Nhưng mà con quen gọi dì rồi. Thôi, muốn gọi cái gì đó thì gọi. Dì ơi, hôm nay là sinh nhật của con, dì có thể để con tự lựa đồ được không dì? Thôi được, dì biết là dì quá ích kỷ với con. Đúng. Cho nên tùy, con muốn ăn mặc như thế nào thì tùy con. Ồ, đây là con nói hay nhất đó dì. Chưa đâu còn nữa là con.
cài cái nơ hồng xinh xinh bé nhỏ này lên trên đầu của con. Ta sẽ biến con trở thành một cô công chúa đẹp tuyệt vời. Nguyện đó, kêu đầu lên đây. Đây nè, đó, con để cho dì cài cho con chứ. Con có biết là dì rất là thương con. Dì mới cài cái nơ hồng đầu đau à, chưa cài mà đau cái gì? Mày không sợ quá à. Cài đi, nè, dì nói cho con nghe. Nhà trời thương dì đó con, cho nên năm nào sinh nhật của các con dì cũng đem lại niềm vui hạnh phúc bất ngờ cho các con đó. Ú, quá đẹp. Ủa, con trời hay gì? Không biết nữa, thuận miệng kêu chơi vậy à. Ủa, con nghe nói ông trời chết mất tiêu mà. Ê, nó bậy à. Nhưng mà nếu ông trời còn sống á, thấy dì cài nguyên một cái nơ tổ bố trên đầu con, ông cũng chết queo rồi. Trời đất ơi, con yên tâm đi. Ta sẽ biết con trở thành một quý cô nương thật đẹp nhất trong ngày sinh nhật này. Con tên lại soi gương nè. Con lại soi gương đi rồi con sẽ thấy là mình đẹp. Lại soi gương nè. Ôi trời, sao hôm nay mình đẹp dữ vậy nè trời. Vô duyên. Kể từ ngày mình bị thiêu trên cọc, chưa thấy ai vô duyên như bả. Nè, cái gì mà thiêu cọc, cái gì mà vô duyên? Dì ơi, dì ơi, dì. Dì. Dì nè. Dì không? Dì ạ? Vậy, cái gì vậy? Từ từ, cái gì mà hơ hải vậy? Cái gì? Anh tới rồi. Anh nào tới? Anh đợi chị. Chị Giang Phương. Hả? Anh Hề mà chị bước đã tới rồi. Hả? Anh Hề. Mẹ ơi. Mẹ à, trời ơi, kiếm mệt muốn chết luôn, quá ra ngồi đây đó. Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ ngồi lì ở trong này suốt cả buổi tiệc sao? Mẹ đừng có con nít quá. Mẹ đã vượt qua biết bao nhiêu là chuyện là khó khăn hơn nữa. Mẹ, chẳng lẽ cái chuyện chơi chung với anh Hề 2 tiếng đồng hồ lại khó khăn với mẹ như vậy sao? 2 tiếng đồng hồ? Ừ. Con báo cho mẹ biết nè, dì Giáo Thu canh mẹ dữ lắm. Cho nên là mẹ phải cư xử sao cho giống như con nít 10 tuổi thôi nha. Đúng rồi. Nếu mà không cẩn thận là lộ bí mật gia đình nhà mình hết á. Ừ. Nghe chưa? Nghe chưa? Không nghe. Nghe không? Không nghe. Nghe chưa? Không nghe. Chính hai đứa là đồng phạm với bà ta. Trời trời trời, không quên tội ác này đâu. Cái gì mà đồng phạm gì mà canh me. Trời ơi, quan trọng quá, vấn đề quá mẹ ơi. Trời ơi trời ơi, cứng đầu quá mẹ ơi. Bây giờ mẹ cứ việc tỏ ra vui vẻ đi. Đó, bình thường. Cứ coi như đây là một trò hề. Đúng rồi. Giả bộ mẹ cười thôi, thử cười. Cười đi. Giả giả bộ cười không được, cười cười với con. Cười đi. Cười giả giả xíu cũng đâu gì đâu. Ha. Đó. Vậy đó. Cười vậy được rồi. Nhưng mà mẹ chỉ muốn cười vô cái bản mặt của bà ta thôi. Trời ơi. Dám câu hỏi. Bé Uyên Lan đâu rồi? Chưa. Mẹ gọi mẹ nữa kìa. Mai Liên. Dì Giang Thu nói gì vậy? Muốn gì? Cô Giang Thu mời Uyên Lan đi xuống phòng khách để anh Hề hôn một cái. Trời ơi. Đi. Nói ổng hôn bả đi. Dạ, tôi nói liền. Đúng. Mẹ, con với mẹ thỏa thuận. Không thỏa thuận gì hết, bỏ chuyện hôn huyết đi. Mẹ đã ly dị trong kiếp trước để tránh chuyện đó mà. Mẹ, con có ý vậy nè mẹ. Không mấy á, cái bữa tiệc á, con với Mai Liên sẽ sửa soạn đúng theo ý của mẹ thích. Ý của con nói là theo bầm dồn trong bụng của con mực. Đúng. À rồi dồn trong trái cà chua. Chính xác. Dồn trong cái mai con cua. Đó. Rồi gói vô cái lá bắp cải. Đúng. Với lại cái món trứng với nấm cua. Và cua. Đó. Cái món cuối cùng mẹ thích nhất đó mẹ. Chị chịu đi, thỏa thuận nha. Cho mẹ làm phụ với nha. Chơi hay ăn? Mẹ là ăn với chơi luôn. Cả hai. Trời ơi, con muốn thèm quá mẹ ơi. Hay bây giờ mình thỏa thuận đi. Thỏa thuận sao? Cái gì? Buổi tiệc này chỉ đúng 2 tiếng đồng hồ thôi. Không được lố một giây một phút nào đâu. Ok, mẹ yên tâm đi. Tụi con hứa mà. Nhưng mà... Sao? Mẹ phải để cho anh Hời hôn hả? Ừ, chắc định rồi. Thỏa thuận mà. Trao đổi mà. Không bao giờ. Uyển Lan có tất cả những cái nơi trên đầu trong người nhà này. Kể cả cái nơi của tôi, quăng vô là sỏi. Nghe chưa? Một cái nơi trên trời bất cứ nơi của ai lấy vô quăng vô là sỏi. Lại lên. Hay quá. Rồi tiếp tục trò chơi đi, công chúa Nguyên Lan.
Tiếp theo, Uyển Lan cũng có 5 sợi tóc trên đầu người nào da nhất nha này. Năm sợi tóc trên đầu. Da nhất nha đây, da nhất nha. Phòng thủ của công chúa Uyển Lan là anh thề tất cả có thể sờ vô anh thề bằng cách nào cũng được. Hay quá ha, thấy bức tóc gì rồi mấy đứa nó cười vậy đó hả? Sao, thấy không? Thấy con Nguyễn Lan không? Nó không được bình thường. Mấy đứa cho nó uống vitamin gì kỳ cục vậy? Quậy. Vậy? Phong cách riêng. Phong cách riêng cái gì? Còn mỗi đứa nó có tính cách riêng cái gì? Tính cách cầu khỉ. Ý của dì nói là nó không được bình thường. Tại sao không dẫn đi khám bệnh bác sĩ tâm thần đi? Rồi. Đó. Rồi sao? Bị phạt ở trong phòng một tuần. Đứa nào bị phạt? Ai phạt con? Nguyễn Lan. Nó nhỏ gì mà nó mặt con? Xếp xong ở nhà. Xếp chưa? Dì đã nói rồi, nó không được bình thường mà. Trời ơi. Hình như nó ca. Hình như nó hát ở dưới kìa. Nghe kìa. Hình như nó đang vui vẻ. Đang vui vẻ lắm đó. Nghe không? Vui gì vui. Con biết lời bài hát đó. Xin đừng ép tôi. Biết. Dì biết con Nguyễn Lan này nó ghét gì lắm. Nhưng mà nó nào đây, dì cũng thương nó. Mặc dù thấy nó gì sợ lắm kìa. Thôi được rồi, để dì xuống dì chơi nó chút xíu nha. Nguyễn Lan ơi, cho dì chơi ghế nha. Thầy thử 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 ra. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ, sao mọi người lại đứng yên như vậy? Mẹ đã làm gì hả? Mẹ ghét anh Hề, mẹ ghét con nít, mẹ đã cố gắng và mẹ đã chịu đựng hết sức rồi. Nhưng mà chưa đủ 2 tiếng, chỉ mới 1 tiếng thôi. Con tính lộn rồi. Dù cho có lố giờ thì mẹ cũng không thể ngưng cái giờ sống của người ta như vậy chứ. Mẹ suy nghĩ đi, mẹ làm như vậy có hợp lý hay không? Nếu cái con cứ coi mẹ như một đứa con nít 10 tuổi thì vĩnh viễn sẽ không ai nhận ra sự phi lý khi bắt mẹ chơi cái trò chơi đó đâu. Mẹ ơi, nhưng dù sao thì mẹ cũng không thể đối xử với bọn trẻ như vậy. Nhiệm vụ của mẹ là bây giờ phải biến họ trở lại bình thường đi. Đúng rồi. Hình như có ai đang làm phép thuật phải không? Nè tôi á. Trời ơi, nó quỷ thần ơi, sao vậy? Tự nhiên bữa nay khách khứa đông vậy đi làm phép là sao? Bởi vậy mới nói đó. Ta đang chuẩn bị chặt con gà đem đi luộc, quay qua quay lại mất tiêu à. Đó. Mà cái bà bán gà cũng kỳ á. Bán chi mà con gà nó bự thiệt bự, không có cái nồi nào vừa trơn rồi. Nhanh lên, làm phép sẵn gà tôi. Mẹ đó, mẹ sử dụng thần chú gì mà bừa bãi quá đi. Làm hư bữa tiệc hết trơn rồi. Y như kiếp trước á. Cũng vì mẹ không có dằn được giận dữ, bởi vì cả nhà mình bị đóng cặp đưa lên vàng quả thiêu luôn. Đúng rồi. Nhưng mà Trân Trân ơi, những cái đau đớn của kiếp trước giống như là bị đưa lên vàng quả vẫn còn tốt hơn cái bữa tiệc điên khùng này, còn hơn là tra tấn nữa. Trời ơi, nhưng mà dù sao thì mẹ cũng không được làm như vậy. Mẹ, biến họ trở lại bình thường, lẹ đi. Đúng rồi, mẹ kêu tụi con phải đối mặt trước mọi vấn đề, phải tìm ra hướng giải quyết. Trốn chạy là hèn. Hèn lắm. Nhưng mà khi mẹ dạy con á thì anh Hề chưa có xuất hiện. Sao tụi con cứ đứng trong sự điều hành nhạt nhẽo của anh Hề? Thôi thì mang tiếng Hàn cũng được. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, quá giải phép thuật đi, lát nữa là khách lại tới đó. Khách nữa hả? Còn nữa đó. Nhưng mà không có đủ bánh đâu. Chuyện đó không phải lo. Bây giờ cái dịp của mẹ là phải biến hóa trở thành bình thường đi. Đúng rồi. Đi. Thôi được rồi, nhưng mà không biết anh Hề có đổi ý không nữa. Đại là tiếng cười chính thị thề tức cười dơi cướp bài lắm đủ trò, xin cứ ăn thôi tha hồ mà lựa chọn, thôi thì cứ thôi cấm không được cấp. Đại là tiếng cười chính thị thề tức cười dơi tiếng cướp bài lắm. Mấy đứa ơi, mấy đứa thấy chị Nguyễn Lan mặc áo đầm mà hậu đẻ không nè? Quá đẹp quá đẹp. Đại là tiếng cười chính thị thề tức cười dơi tiếng cướp. Có còn cái câu
sao lại không? Nhưng mà phải chờ nói tới câu thứ 10 mới tới câu đó. Tiếc cười. Ê, nó nghe, bỏ câu đó đi, bỏ bằng bên đi, dẹp đi. Thôi không bỏ. Vậy chuyển câu đó lên trên nha. Không được, các bạn ơi. Ôi, không ơi. Ủa sao không ơi? Không ơi, không ơi, thôi ở đây ta ơi. Các bạn ơi. Ôi. Bây giờ chúng ta cùng với Nguyễn Lan nhảy một điệu cha cha cha. Vậy có một em còn xí kìa. Tự nhiên đang chơi xí gì vậy? Thôi tiếp đi. Đó, đúng rồi. Chiêu hả? Mẹ à, mẹ đừng để tụi con tự xử lý chuyện này nữa. Mẹ làm tới lần thứ hai là ý gì? Nếu mẹ không giải quyết kịp thì nó đã tè ra quần rồi. Không cần mẹ giải thích, chỉ cần mẹ giải phép thuật này thôi. Trân Trân, con phải can đảm để đối mặt với thực tế chứ. Chứ không lẽ để bọn kia cứ la hét om sòm như vậy, phải để nó im lặng chứ, đúng không? Trân Trân ơi, bây giờ mới làm gì bây giờ? Chị đâu có biết. Ủa, mẹ có nhớ câu thần chú giải phép thuật này không? Chứ chị quên mất tiêu rồi. Để em nhớ coi. Đời không như ý, trở lại bình thường. Thà là hạt bụi, nhưng ta hiền lành. Thà ta tầm thường còn hơn phạm luật. Trời ơi Khánh Du ơi, đừng có cố mà làm phá hư cái câu thần chú, nó sẽ gây tai họa lớn đó. Để sao giờ con đang làm lại nè. Cố đi cố đi. Có gì đâu. Bằng một sai lầm khác, sai nhỏ, sửa lớn, sai lớn. Trời ơi, hay quá vậy ta. Có một cái tình hình căng thẳng như vậy mà Mai Ly có thể đọc không sai một chữ nào hết. Ý các cô nói đó là tôi là cái người không có cái trình độ học vấn như các cô, đúng không? Nhưng mà tôi thấy như vậy là nghĩ gì cũng đúng thôi. Cho nên biết được cái khuyết điểm đó của mình, tôi thu hết tất cả những gì hồi xưa đến bây giờ tôi sống với bà chửi tôi là tôi thu sạch xanh luôn. Chứ gì vậy? Để tôi coi được cái tốc độ phát
tỉa của cái sự chửi của bà đối với tôi. Trời ơi, ăn ở không là chuyện tầm bậy. Chị đâu phải là bác sĩ đâu. Đúng rồi, tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà tôi có tâm của một cái người nấu bếp. Là tôi phải theo dõi cái sức khỏe của từng người để nấu các món ăn phục vụ cho nó thích hợp. Chắc hẳn bữa nào tôi thấy bà đang giận dữ, bà đang nóng nảy khó chịu trong người, tôi sẽ bớt đi những cái món cay rồi nồng rồi những cái món tiêu rồi để chẳng họ à, đúng không? Cũng đúng, cũng đúng. Bữa nào mà tôi thấy cô Khánh Vô thôi làm sao cũng được, miễn ăn no là được rồi. Chạy lên lầu con sao nữa nè, phải năn nỉ mẹ chứ. Mày Liên, hồi nãy xuống đây nè, mẹ tôi có nói gì không? Có. Nói gì? Bà nói để bà coi cái chương trình thời sự trên TV coi hết rồi bà mới xuống. Thấy không, mẹ tôi kỳ ghê không? Ở dưới này hả, làm ra mọi chuyện rối re tùm lum, còn trên đó ngồi thanh thản coi TV. Hay thiệt đó. Đấy, mà đâu có cái chuyện nào mà quan trọng bằng cái chuyện mà không giải quyết cái này bỏ mặt con cái chứ. Không có tin nào mà quan trọng bằng cái tin này hết trơn á. Cô không có biết. Ở trên TV nó đang phát trực tiếp cái chuyện mà cái ông cảnh sát ổng rung con gà khổng lồ đang chạy ra xa lộ. Chuyện lớn rồi. Bây giờ người phụ trách là người dân không phải trả lời chất vấn trên TV. Cái gì? Trời. Như vậy là mình phải nói chuyện với người có trách nhiệm hả? Chết rồi, người ta sẽ truy ra cái con gà đó từ ở trong nhà mình bay ra ngoài. Cô chắc đó. Chắn là mình phải trả lời với họ rồi. Tôi ra mà... Liên nó trả lời đầu tiên. Mắc mớ gì tôi phải trả lời? Mà nếu như mà người ta có hỏi tôi thì tôi nói là tôi đang nấu cái món mà gà hầm, tôi cần bỏ mấy cái viên súp vô cho nó ngon. Tôi mới vừa mở cái nắp nồi lên cái con gà nó phóng ra nó chạy, sao tôi biết được? Mà Liên hay quá. Chị nhớ như vậy nha, tôi sợ tới lúc đó là chị cứng miệng á. Tôi á, tôi thu lén được mấy cái khẩu thần chú của bà. Trời ơi, xong nó sớm. Mở đi. Sáng tạo khắp nơi phát ra khuôn cũ, ai không thoát được hóa đá đứng im hay chạy thoát khung đến khi được giải. Hay quá. Nhưng mà cái này á, mình đang cần câu giải mà. Bà xuống. Bước ra hết đi. Chuyện con gà coi như sắp xong. Trời ơi, sao hay cũng vậy á. Không có gì giấu được mẹ hết trơn á. Ôi bà ơi. Ôi cha, bữa nay bà đẹp như là một cái cô gà mái chứ không phải là một cái cô gà con. Vậy thì ghi trong đầu con này nha. Có gì. Dạ. Nghe lén có thể đưa đến thành công ngắn. Dạ. Nhưng nhục nhã dài. Phải học. Đừng có cười. Ai đọc được câu này? Trời ơi, không nhớ thì làm sao mà giải được? Dạ, không nghe lén. Nghe lén là thất bại. Phải học hoài. Khoan, cũng được. Nhưng mà chưa giải được. Sao vậy? Trời ơi, bây giờ con sợ nhất là mọi người báo cảnh sát tìm ra được địa chỉ nhà của mình thì sao ta? Đúng á. Chuyện này biết. Khánh Du. Cái gì vậy mẹ? Sao nghiêm trọng vậy? Con gà vừa đẻ xong một trứng. Sao lạ vậy ta? Mình giặt trụi lũi hết rong rồi mà sao nó đẻ được vậy cả? Ôi, chuyện nó quá bình thường. Không có bình thường đâu nha mẹ. Cái này là rất nghiêm trọng. Bởi vì con gà nó sắp giết chết Mạnh Sơn rồi. Nhắc tới Mạnh Sơn mới nhớ. Bây giờ mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ được cầu truyền hình trực tiếp chất vấn với tư cách là những người nhà của Mạnh Sơn. Chúng ta hả? Ừ. Trời ơi, mẹ ơi, bây giờ con nghĩ là mẹ nên giải cái câu thần chú này đi. Đúng rồi. Cho mọi người bình thường lại đó mẹ, thấy không? Chứ bây giờ chỉ còn một giờ nữa là mọi chuyện xong xuôi hết, bữa tiệc này kết thúc. Gần một giờ nữa hả? Vậy thì mẹ phải chui xuống một cái góc nào đó còn hơn là bị tra tấn bởi cái trò chơi nhạt nhẽo thiếu sáng tạo này. Mẹ ơi, mẹ là một người phụ nữ sáng suốt, thông minh, mẹ là chủ gia đình này mà mẹ lại có thể tạo ra cái chuyện rối beng như thế này sao? Đài truyền hình đó, người ta đang nhận những cái câu hỏi tới tấp về cái cô bạn gái của cái người mà đang bị con gà rượt. Thôi đi, mình đẩy chuyện này qua bà Mạnh Mẫu đi, mẹ Mạnh Sơn á. Chứ nhà mình rối ren gì sao mình nói được cái gì? Chúng ta cũng phải trường mặt ra cho vô biết mặt, chúa biết tên. Chừng chừng, con trả lời trước đi, rồi tới Khánh Du, rồi tới mẹ. Bà quên tôi rồi.
Chị Trân Trân, xin chị cho biết cảm tưởng. Cảm tưởng gì anh? Cảm tưởng. Tự nhiên khơi khơi, người ta tới đây để phỏng vấn. Xin lỗi, phỏng vấn chị hả? Chị có phải là bạn gái thân nhất của anh chàng bị con gà sống mà chuẩn bị luộc rước đuổi đúng không? Nếu đúng, cho biết cảm tưởng. Dạ dạ thưa anh, em thì em nghĩ như vậy, nếu như em á là người bị rượt như vậy á thì em sẽ cảm thấy rất là kinh hoàng, rất là kinh khủng và rất là kinh dị. Đúng rồi đó. Dạ, bởi vậy đó, em muốn chia sẻ cái cảm giác này của em tới người phụ nữ mà thân yêu nhất của Mạnh Sơn, đó chính là bà Mạnh Mẫu. Mạnh Mẫu anh là mẹ của Mạnh Sơn anh. Dạ dạ, dạ vậy thôi. Dạ. Em nói vậy thôi, em hết rồi. Dạ. Hết rồi. Nói như vậy mới là an toàn. Cái Khánh Du đây. Chị Khánh Du. Dạ. Là em gái ruột của chị Trân Trân. Dạ đúng rồi. Dạ. Có một câu hỏi cho chị. Chị có cảm nghĩ như thế nào khi mà một con gà sống chuẩn bị luộc chín dùng bỏ chạy ra ngoài đường, lòng nhòng ngoài đường mà trơn truồng không có gì che thân? Dạ chào anh ạ. Dạ xin chào những khán giả đang xem chương trình trực tiếp ạ. Dạ, trước khi trả lời câu phỏng vấn thì em xin được nói một câu ạ. Anh đẹp trai quá anh ơi. Thích lắm á. Giống diễn viên điện ảnh ghê luôn á. Dạ. Mẹ em thường dạy tụi em á là tốt khoe, xấu che. Dạ. Nhưng mà em nghĩ á, dù có muốn khoe cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng đừng có khoe hết 100%. Bởi vì như vậy thì những người xung quanh người ta sẽ nghĩ là mình bị bệnh tâm thần ạ. Dạ. Đúng rồi, bị tâm thần á. Xin lỗi, tôi cắt ngang cái phát biểu của cô. Dạ. Ủa sao kỳ không cho em nói nữa? Đây là con gà chứ không phải là con người. Dạ thì con nào thì cũng là con à. Đúng rồi. Điều mà em muốn nói để bất cứ một người nghệ sĩ hay là công ty tổ chức sự kiện hay là nghệ thuật xếp đặt, họa sĩ thiết kế khi mà muốn sử dụng hình ảnh của mình hay là sử dụng hình ảnh con vật, đồ vật để biểu lộ một ý tưởng nào đó thì nên lắng nghe cái ý kiến của em ạ. Em chính là người đại diện cho những khán giả bị coi đó anh. Dạ. Bị coi. Đúng rồi. Dạ. Nên lắng nghe những ý kiến trên ạ. Dạ. Em xin hết. Dạ. Ý kiến của em chỉ có bao nhiêu đó thôi ạ. Dạ. Dạ. Dạ, xin chào tạm biệt. Dạ, chào các khán giả xung quanh ạ. Dạ, xin chào ạ. Em là Khánh Du ạ. Dạ. Xuất chân lắm. Mẹ rất tự hào vì con đó. Dạ, tiếp tục. Xin mời cô Yến Lan, cô bé Yến Lan. Chúng tôi muốn nghe một tiếng nói của thế hệ trẻ. Tôi xin cảm ơn đài truyền hình cho tôi được phát biểu trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ hiện tượng vừa rồi của cô Khánh Du vừa nói đúng là một tác phẩm về ngẫu hứng của một nghệ sĩ. Nhưng mà nghệ sĩ đó đã có hơi quá tay. Tôi rất là ủng hộ sự sáng tạo, nhưng cũng xin có quyền dè dặt những tìm tòi quá trớn trong cộng đồng. Được gọi là scandal. Cảm ơn cô Yến Lan. Nếu không trực tiếp nghe từ miệng cô thốt ra những lời đó thì không những tôi mà tất cả quý vị khán giả sẽ không bao giờ nghĩ một cô bé như thế mà nói ra được những lời hơn những người mà đã sống hơn nửa thế kỷ. Tại mọi người có thói quen không bỏ được, sao không ai chịu phóng khoáng, đúng không? Không ai có tình cảm để mà nghĩ rằng tôi là một cô bé đã sống hơn năm thế kỷ rồi. Năm thế kỷ. Và có nhiều nền văn hóa khác nhau. Wow, quá tuyệt vời. Yến Lan, cô xứng đáng được tôn xưng là thần đồng. Thần đồng. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn thần đồng Yến Lan. Thành viên tôi muốn giới thiệu tiếp đây trong cái chương trình khoảnh khắc mùa xuân hôm nay đó là chị đầu bếp Mai Liên. Chị Mai Liên, chị cho biết cảm nghĩ về cái sự huyền bí vừa rồi. Nói đi. Dạ coi như là em
em biết gì đó. Nhưng mà em biết đọc thơ. Đọc mấy câu thơ. Làm thơ hay làm nhà cũng được cho thơ. Dạ. Sáng tạo khắp nơi, thoát ra khung cũ, ai mà thoát. Em nói sai, em xin nói lại. Lần thôi ạ. Sáng tạo khắp nơi, thoát ra khung cũ, ai không thoát được, hóa đá đứng im hay chạy thoát khung đến khi được giải. Cảm ơn quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta tiếp xúc với những người bạn của anh Mạnh Sơn, anh chàng bị gà rượt đầy bất ngờ đến giây phút cuối cùng. Chị Mai Liên là một người chuyên lo bếp núc trong gia đình thôi, nhưng đã có những câu mà khái quát hết tất cả cái cuộc phỏng vấn hôm nay. Sáng tạo, hãy sáng tạo và chia sẻ niềm vui sáng tạo cho mọi người. Đó là một trong những lẽ sống ở đời. Lẽ sống chứ không phải là lỏng xé. Tôi không bị lèo lưỡi nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Con đang hoang mang quá, không biết là cái câu trả lời trên TV như vậy của mình đó có phải là thật hay không, hay là chính mẹ tạo ra ảo giác cho tụi con á. Tất cả những chuyện con vừa làm đều xuất phát từ việc con làm biến học phép thuật, chờ tới khi cần thì mới kiếm lấy đâu ra. Mẹ có nói vụ con gà sắp xong chưa? Nói không? Ngay bây giờ con muốn có một bữa tiệc thật là bình thường, đúng không? Con sẽ có ngay bữa tiệc đó sau khi mẹ đọc câu kể này. Mai Liên, không được thua nữa nghe chưa? Nghe nè. Nghe lén có thể dẫn đến thành công ngắn, nhưng nhục nhã dài. Phải học và phải học. Ôi, câu cũ xì. Thì cũ, nhưng mà con đâu có chịu quan tâm đến đâu. Bây giờ bảo đảm mẹ kêu đọc lại là không biết đường mà đọc. Không nghe lén, nghe lén là mẹ thất bại. Phải học hoài. Hình như tôi thấy con gà không còn trẻ nữa. Gà cái bà cố nội mày, gà chứ gà nghĩ sao tới rồi gà không trẻ đẹp vậy hả? Đừng manh động. Nắm tay nhau đi anh hề ơi. Các bạn ơi, chúng ta hãy nắm tay nhau đi, xoay vòng tròn, cười đi. Đúng rồi. Và hãy đi khỏi căn nhà này. Mọi người đi đâu vậy? Tha không biết. Dán thu nữa. Sao thất đầy nơi vậy? Đóng cửa vô đi. Phải đóng cửa lại cho mọi người biết chúng ta là yêu tinh đó. Điện thoại đi. Điện thoại. Alo. Dạ, cảm ơn. Dạ, thương, Nguyễn Lan, đi ngủ rồi. Tại vì là sáng mai còn phải đi học đấy chứ. Dạ, tôi xin chuyển lời đến Nguyễn Lan à. Dạ. Không nhận quà là gà với bất cứ hình thức nào, bởi vì như vậy sẽ bị phạt rất nặng. Dạ, kể cả người cho quà và nhận quà. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, hết. Ủa, cái gì mà cảm ơn quá trời em? Trời ơi, khán giả tặng hoa và quà đến đài truyền hình chúc mừng sinh nhật của thần đầu Yến Lan. Ủa, nhưng mà tại sao họ biết? Không lẽ là những cái câu trả lời trên TV là có thật hả? Ai đó? Mẹ ơi, tụi con vô trong được không mẹ? Chờ chút. Vô đi. Mẹ ơi. Mẹ, tụi con muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với mẹ. Được không mẹ? Nói chuyện hả? Dạ. Nói nhanh lên nha, mẹ còn phải học bài để ngày mai thi môn toán. Dạ. Mẹ ơi mẹ, tụi con cảm thấy có lỗi với mẹ lắm. Tại vì tụi con tổ chức sinh nhật cho mẹ mà chưa được sự đồng ý của mẹ. Thôi, nói với mẹ chi, nói với bà dì Giáng Thu kìa. Thôi mẹ ơi, con hiểu rồi.
Nhưng mà lần này mẹ cũng ra tay quá đáng với dì Giáng Thu đó. Đúng đó mẹ. Không có chuyện gì là quá đáng so với chuyện bà bắt mẹ làm trò với anh Hề. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho tụi con nha mẹ. Tha đi mẹ, tha đi. Mẹ không biết vì các con đã đối xử với mẹ như một đứa con nít. Mẹ ơi mẹ, nhưng mà tụi con đã bàn với nhau rồi. Tụi con làm hư sinh nhật của mẹ thì bây giờ tụi con hứa là sẽ cố gắng tổ chức một sinh nhật khác cho mẹ. Được không? Đúng mẹ? Không mẹ? Biết lỗi rồi phải không? Dạ. Thôi được rồi, khỏi cần tổ chức lại. Bởi vì mẹ đã có rất là nhiều quà của khán giả hâm mộ gửi cho mẹ. Toàn là sô-cô-la, không phải sô-cô-la. Cả một đống quà như thế này chính toàn là sô-cô-la. Đúng, đúng ý của mẹ rồi. Mẹ ơi mẹ, khán giả gửi quà cho mẹ nhiều như vậy tức là họ rất ái mộ mẹ đó. Bởi vậy mẹ phải làm sao mẹ giữ đừng để cho họ thấy những thói hư tật xấu của mẹ. À mà thói hư tật xấu là gì? Là không có được ăn nhiều sô cô la hảo hạng này, kẹo nó mập nó phì ra là không có nên. Tuy là mẹ rất thích sô cô la nhưng mẹ sẽ kiềm chế được, mẹ không để mập đâu. Ôi mẹ ơi, trong lúc mẹ vui vẻ như vậy con lại cảm thấy mình có lỗi lắm. Trên đời này đâu có gì là công bằng đâu con. Ví dụ như trong ba đứa tụi mình nè, có vài đứa như con nít. Mà tụi con biết không, mấy đứa con nít á, nó ác lắm. Mẹ, mẹ ơi, sao mà mẹ có quá nhiều sô-cô-la như vậy? Ai giữ đây? Đúng rồi con á, thì con nghĩ là mẹ không nên giữ nó rồi đó. Mẹ, con tình nguyện giữ. Thôi, có tài sản gửi vô ngân hàng còn có lãi, gửi cho con lỗ trắng. Con sẽ giữ cho mẹ bảo đảm chắc ăn luôn. Ôi thôi thôi thôi, mẹ lớn rồi, mẹ có quyền làm những điều mẹ thích. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ tự kiềm chế được. Ôi mẹ ơi, nếu như mà mẹ nói vậy á thì con còn lớn hơn mẹ. Con cũng có quyền tự do, con quyền quyết định mọi chuyện. Bây giờ con sẽ về phòng, con sẽ mở tivi lên, con để yên đó ngủ tới sáng luôn mà không thèm tắt cho tốn điện chơi. Không. Còn con nữa, mẹ muốn mà con đi chơi tới sáng con mới về. Đúng. Bởi lúc đó mẹ đừng có nói nặng nói nhẹ con đó nha. Dạ, nhớ nha. Cầm đi, cầm đi. Con giữ nha, con giữ nha. Mẹ giữ nha mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ muốn ngon nha. Hả? Nhớ nha, đừng có ăn vụng nha, mẹ đếm hết rồi đó. Nhớ nha, đừng có ăn vụng nha, mẹ đếm rồi đó. Đi đi đi, đi. Còn lâu lắm cái con mới trưởng thành lận các con ơi. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu cũng